Mình đã đeo cái kiếng râm Ray-Ban Folding Wayfarer. Thì cái kiếng này, cái đặc điểm của nó là nó có thể gấp lại được rất là gọn như vậy. Và hôm nay mình cũng muốn giới thiệu với anh em cái túi đựng kiếng của khắc tên, làm cho nó để mà khi bỏ vào á thì chúng ta không những có cái túi để đựng kiếng mà còn rất là phong cách nữa. Tùy mỗi người ha, muốn cái nào thì xài cái đó. Nó được thiết kế và làm rất là đẹp. Vậy thì cái kiếng gập này của Ray-Ban có cái gì hay? Trước tiên mình sẽ nói về cái chuyện gập của nó đi ha. Em thấy rằng là đây là một cái hình dáng kiếng bình thường đó, và chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 cái vị trí gập khác nhau để cái kiếng này có thể ở một cái vị trí rất là gọn. Trước tiên anh em thấy là hai cái càng kiếng á, thì có thể gập lại gọn như vậy đó, gập lại gọn như vậy thì chúng ta có hai càng kiếng cụt ngụt vậy thôi, sau đó gấp xuống như vậy. Thì hai cái chỗ gấp này là hai cái gấp bình thường như những cái kiếng này ha, và chúng ta có thêm một cái gấp ở giữa hai cái chồng nữa đó, và chúng ta gấp lại như vậy. Thì bây giờ cái kiếng đó, nó chỉ có nhỏ bằng khoảng một nửa so với lại những cái kiếng bình thường khi gập lại, và như vậy nó rất là dễ dàng để mà bỏ vào trong một cái hộp kính rất là gọn ha. Với cái hộp kính này thì mình nghĩ rằng là kích thước của nó chỉ bằng khoảng một nửa hoặc là bằng 2/3 so với lại những cái hộp kính bình thường, thì mục đích của kính gập sẽ là như vậy. Cái đặc điểm thứ hai của cái Ray-Ban này á, thì đó là cái dòng kính Wayfarer của Ray-Ban. Ray-Ban là cái hãng kiếng đã tạo ra được hai cái thương hiệu kiếng mà người ta nhìn vào người ta nhận được dạng rất là nhanh ha. Một đó là cái Aviator, hai là cái Wayfarer này. Nhưng mình thấy rằng là cái Wayfarer này, cái hình ảnh của nó, kiểu dáng của nó rất là dễ dàng nhận ra, nhưng mà không có nhiều người biết cái tên của nó là Wayfarer, trong khi Aviator thì nổi tiếng hơn. Thì cái này là cái Wayfarer và nó là cái bản gập, do đó tên của nó sẽ là Folding Wayfarer, và bên này nó in cái dòng là làm ở Ý. Thì mình cũng biết là cái lý do vì sao đó mà hầu hết những cái kính thời trang sẽ thuộc về những cái tập đoàn của Ý và được làm ở Ý. Cái kiếng này không mắc tiền, chỉ có hơn 100 đô thôi. Mình mua 2 triệu mấy thôi. Mình không có thường xuyên đeo kiếng ha, bởi vì là mình không có giữ gìn được cho nó cẩn thận. Mình cứ giục lung tung cho nó hư. Mình hay đeo cái kiếng của Mary Jim. Nhưng mà từ hồi mình có cái kiếng Wayfarer gặp lại được này như vậy thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì mình bỏ nó vào trong một cái hộp mình để trên xe thì nó không có dễ dàng bị gãy, bị tổn thương. Đó, đơn giản sẽ là như vậy. Rồi, quay lại cái hộp. Thì trước tiên á, cái hộp này mình làm cái da màu trắng, cũng như là mình khắc những cái họa tiết, những cái men nhạc rock mà mình thích là mình khắc lên. Và hiện tại thì mình dùng da ở khắc tên, mình khắc những cái hình dáng này lên để cho nó quen với style của mình. Còn bình thường thì anh em có thể xài những cái da trơn như vậy thôi, không khắc gì hết, thì nó sẽ đơn giản hơn. Và dĩ nhiên mà đồ khắc tên mà anh em có thể custom tùy theo ý của anh em. Rồi, cái hộp này nó sẽ có một cái nắp nam châm, nó hít vào như vậy. Thì anh em nhìn cái nắp nam châm này, anh em có thể hình dung tới những cái sản phẩm khác của khắc tên như là Vision 3, Vision 4 hay là những cái sản phẩm khác. Khi mà có một cái chốt đã hít thì khắc tên đã tự thiết kế ra cái chốt nam châm này và dùng nó cho những cái sản phẩm khác nhau của khắc tên. Một số người nói là nó giống cái nút home của iPhone, cũng có thể là như vậy. Bên trong thì bọn mình có làm những cái miếng lót bằng cái vải microfiber để khi bỏ kiếng vào thì nó không làm chảy xước kiếng. Và bản thân á, cái da mà bọn mình dùng nó là cái da thiệt, do đó là khi nó hít vào như vậy, nó là một cái mạng da luôn. Những cái đường may của khắc tên may á, thì được may bằng tay, với những cái đường chỉ được đục lỗ bằng laser, do đó là khi anh em nhìn vào anh em thấy nó sẽ rất là đều đặn, rất là đẹp. Thì đó là những cái điều mình muốn nói về cái bao da. Thì như vậy, một là cái kiếng Ray-Ban Folding Wayfarer, và là hai cái bao da đựng nó rất là gọn gàng, rất là thời trang. Xin cảm ơn.